Tú ơi, có nhà không? Cho mượn đi gạo thổi cơm thế nào. Ôi này, sao đến giờ ăn cơm thì bắt đầu lại uống sữa thế hả? Tôi đang gấp đôi canxi để cao lớn khỏe mạnh, để xem có đứa nào dám chê tôi thấp bé nhẹ cân nữa không. Bao nhiêu lâu nay không sao, tự nhiên lại như thế hả? Sao đấy? Tôi nghĩ rồi, hôm trước tôi va với thằng Tư hàng xóm đấy mà tôi không ăn được nó, chắc là cho tôi chưa đủ đô đấy. Với lại nhá, hôm trước lên huyện đi ăn cưới, nó mấy cái thằng con nít chanh nó bằng được tuổi con tuổi cháu mình, mà thằng nào thằng đấy như con trâu nước, cao như cái xào ấy đấy. Đấy, cho nên là tôi phải uống sữa tay cơm để gấp đôi canxi cao lớn khỏe mạnh đấy. Thôi bạn ơi nha, bây giờ của nó đang còn trẻ, đang tuổi ăn tuổi lớn, làm sao mà so bì với nó được. Mình hết tuổi phát triển rồi, chắc là bị bọn nó nói cái gì mới tự ái đúng không? Thì hôm nay tôi lên huyện tôi ăn cưới đấy, mấy cái bà trên đấy, mấy bà bảo là tôi mà cao to béo tốt lên một tí nữa là đầy gái theo, nên là tôi phải uống sữa tay cơm để cao to đẹp trai. Ý bạn bây giờ là bạn muốn tăng chiều cao đúng không? Đúng. Thôi được rồi, đi sang nhà tôi nha. Làm gì? Để tôi, được chưa? Đi. Chưa. Thập đấy. Gấp đôi cá chi. Gấp đôi cá chi. Gấp đôi cá chi. Đây là sữa tươi mà. Đúng rồi, bạn ăn đi cho cao nhá. Các bạn này, thấy bụng nó làm sao ấy? Ai rồi? Sao chăng cái gì nữa mà sao? Do bạn hấp thụ cái lactose trong sữa nhiều quá còn sao nữa nhá. Cao thì chưa thấy đâu đấy, thấy ôm đại vệ sinh chưa hả? Sữa ấy chỉ là thực phẩm bổ sung thôi, có phải thần dược đâu. Mà chưa kể đây, anh em mình đã hết tuổi rồi, lấy đâu ra mà phát triển nữa hả? Cứ uống nước uống mãi cũng thế thôi, nghe chưa? Trời ơi, thế sao bạn không nói sớm? Tôi nói chắc bạn nghe đấy hả? Cứ phải để trắng mắt một lần mới sợ. Mà này, chắc sao bạn lớn đầu rồi mà cứ để mấy cái lời body Samsung làm lay động thế hả? Cha mẹ sinh ra thế nào ấy, có sao dùng vậy, nghe chưa? Không phải so sánh ai cả. Từ tí nói sau nha. Cho chừa đi nhá.